Thưa quý vị, người xưa nói, không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt. Lại có câu, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ý tứ là những lời khuyên dạy của người lớn tuổi thường rất hữu ích, đáng tin. Bạn cũng có thể tìm được những lời vàng như thế dưới đây. Lời của người già giống như rượu ngon được ủ lâu năm, càng lâu càng nồng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe, chiêm nghiệm. Nếu thấy video hay, ý nghĩa, quý vị hãy dành tặng cho kênh một like, một đăng ký kênh. Đó là động lực lớn nhất để ban biên tập chúng tôi ra tiếp video quý vị nhé. 1. Hạ không ngủ đá, thu không ngủ ván, xuân không lộ rốn, đông không trùm đầu. Ban ngày vận động nhiều, buổi tối ít ngủ mơ. Rửa chân trước khi ngủ, uống thuốc bổ chẳng bằng. Ban đêm mở cửa sổ, ngủ một giấc say nồng. Tham mát không đắp chăn, không bệnh mới là lạ. Ngủ sớm thức dậy sớm, tinh thần sảng khoái thay. Tham ngủ tham nhiều chuyện, thêm bệnh tuổi thọ giảm. Ban đêm mà nghiến răng, sâu đang bò trong bụng. Suy ngẫm, người xưa quan niệm muốn có thân thể khỏe mạnh, trước tiên cần có một quy luật nghỉ ngơi hài hòa, hợp lý. Ngày đêm luân phiên, tiết trời thay đổi, nếu cần phải chú ý thân thể. 2. Một ngày ăn hết một con heo, không bằng trên giường ngủ ngon giấc. 3 ngày ăn hết một con dê, không bằng rửa chân trước lúc ngủ. Gối ngủ không chọn đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau. Đầu trước gió, ấm áp dễ chịu. Chân trước gió, gấp mời thầy lang trung. Ngủ thì không được ngủ ngó hẻm, độc nhất gió lùa xuyên qua phòng. Ngủ mà không thắp đèn, dậy sớm đầu không đau. Nếu muốn ngủ được người nhẹ nhõm, không để chân hướng về phía tây, đầu hướng về phía đông. Suy ngẫm, có người nói khi ngủ mà chân hướng tây, đầu hướng đông thì cũng tương đương với nhìn mặt trời nhô lên. Trái đất chuyển động từ tây sang đông, nằm ngủ phải để đầu hướng tây thì mới thuận. Người không mệt mỏi chính là giống như ngồi xe. Người ta nếu ngồi ở phía trước mới không bị say. 3. Nghìn lần học không bằng một lần nhìn. Nghìn lần nhìn không bằng một lần luyện. Ở lâu nơi sườn núi, không chê đường dốc đứng, không kinh qua mùa đông lạnh lẽo, làm sao biết được ấm áp của mùa xuân. Không gánh, đòn gánh, không biết nặng. Không đi đường dài, chẳng biết xa. Không ngủ trong chăn, không biết tấm chăn rộng. Suy ngẫm, những tri thức học được từ sách vở, rốt cục vẫn là không đủ hoàn thiện. Nếu muốn thật sự lý giải một việc hoặc một người nào đó, nhất định phải có tiếp xúc, phải có thực hành. 4. Không xuống nước, cả một đời sẽ không biết bơi. Không dương buồm, cả một đời sẽ không biết cầm lái. Không lo việc nhà, không biết được gạo cùi đắt đỏ. Không nuôi con, không tài nào biết được công cha mẹ. Không sờ vào đáy nồi, tay không đen. Không cầm chai dầu, tay không nhớt. Nước rút đá trồi ra, ở lâu hiểu được lòng người. Người rèn sắt phải tự mình giữ lấy kìm. Người trồng trọt phải tự mình xuống ruộng. Đốn củi hỏi tiều phu, chèo thuyền hay hỏi người lái đò. Suy ngẫm, làm việc gì cũng đều cần phải coi trọng phương pháp, coi trọng thời cơ, càng cần phải chính tay mình làm. Đây mới là loại trí huệ thành công đời người. 5. Thà rằng từng làm qua chứ không thể bỏ lỡ. Lần đầu mắc lừa, lần sau sẽ tự khôn lên. Nước trở về tích lớp bùn, vấp một lần khôn hơn một chút. Tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Ngựa già quen đường cũ, ngựa già thông sự đời. Ngựa già không giảng lễ nghĩa xưa, người sau sẽ mất đi nguồn cội. Thịt bò già nhai có vị, lời người già đáng nên nghe. Gừng già vị cay lớn,
người già kinh nghiệm nhiều. Suy ngẫm, lời của người xưa mỗi câu đều bao hàm kinh nghiệm sống phong phú, hàm chứa nhiều đạo lý sâu sắc đáng để suy tư. Đạo lý của thế gian, điều bình dị nhất cũng chính là điều to lớn nhất. Điều to lớn nhất ắt phải là điều bình dị nhất. 6. Một điều chính tránh được ba điều tà. Người ngay trăm tà chẳng dám phạm. Mạnh yếu nhất thời là ở sức, thắng bại muôn đời ở lẽ phải. Một điều phải thông suốt, trăm điều phải hòa theo. Người sợ không có lý, chó sợ bị kẹp đuôi. Trên trời không mây mưa không xuống, thế gian không lý việc không thành. Cây cung thiên hạ đều là cong, lẽ phải trên đời đều là thẳng. Đèn không sáng cần người khêu, việc không rõ cần người nói. Đèn không khêu không sáng tỏ, lý không biện giải không rõ ràng. Vô lý lòng hoang mang, có lý lòng can đảm. Châu không có sức kéo, cày ngang người không có lý, lời ngang ngược. Suy ngẫm, có một câu nói gọi là có lý đi khắp thiên hạ, làm việc nói chuyện cần có đạo lý. Bất cứ nơi nào cũng đều được hanh thông. Trà ngon không sợ là hàng mảnh, chuyện hay không sợ mang ra bàn. Rượu ngon không sợ ủ, người hay không ngại nói. 7. Trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt ngu ngơ. Không khoe tài khéo nói, không bàn luận khuyết điểm của người. Người có chí tre có đốt, người có tâm vạn sự thành. Người không bền chí vạn sự không. Người hướng về chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Người cần tâm mạnh mẽ, cây cần vỏ cứng chắc. Người dựa vào chí khí, hổ cậy vào uy phong. Núi cao vẫn có chỗ trèo, đường xa ắt có hướng đi. Không sợ đường dài, chỉ sợ chí ngắn. Không sợ trăm việc không thuận lợi, chỉ sợ nản chí ngã lòng. Không sợ núi cao, chỉ sợ ta chùn bước. Không sợ học không thành, chỉ sợ không thành tâm. Không trải qua tôi luyện, không thành được hảo hán. Suy ngẫm, việc trên đời không thể hết thảy đều như ý người. Cần phải học cách biết đối mặt với phức tạp, bảo trì sự thuần thiện của mình. Khi phải đối diện với thất bại, cũng luôn bảo trì tâm thản nhiên, bình yên. Lúc đối chọi với nghịch cảnh, cũng nên giữ vững lạc quan, tin tưởng. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, bảo kiếm muốn sắc bén phải chịu rèn. Bạn muốn sống cuộc sống bình thường thì sẽ đối mặt với thất bại bình thường. Bạn muốn sống cuộc sống vĩ đại thì nhất định sẽ phải vấp phải những tổn thương lớn. Cái gọi là thành công vốn không phải bạn xem thông minh bao nhiêu, mà là xem bạn có thể vượt qua được hay không. 8. Thước gỗ tuy ngắn nhưng có thể đo được nghìn trượng. Thiên hạ không có chuyện gì khó, chỉ sợ người chẳng có lòng. Trời không mưa cả tháng, người không nghèo cả đời. Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh. Người không có chí bị núi đè đầu, người có chí còn rời được cả núi. Thấy kẻ mạnh không sợ hãi, gặp kẻ yếu không bắt nạt. Trăng khuyết ánh trăng vẫn không đổi, tên gáy độ cứng vẫn còn y nguyên. Nước sâu khó nhìn thấy được đáy, hổ chết uy phong chẳng mất chút nào. Suy ngẫm, người ta sau khi trải qua một lần thất bại thì hãy nên bừng tỉnh. Cũng vì thế mà nhận thức lại chính mình, có thể bền bỉ kiên cường hơn. Không kể là bạn đang gặp phải ma nạn, thử thách nào, đừng mãi oán trách ông trời bất công. Chớ cứ trách người bất nghĩa, những lời đó chỉ khiến cho bạn ngã quỵ không dậy nổi mà thôi. Đời người vốn không có chuyện gì là không thể vượt qua, chỉ là người ta muốn hay không. Thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người thiện lương sẽ được thần Phật trợ giúp. Phía đông thành Thiệu Hưng có một quả núi Xạ, phía nam núi Xạ có một cái hồ. Ở hồ có núi tên là Bạch Hạc Sơn. Truyền thuyết kể rằng năm xưa có một vị tiên nhân đánh rơi mất cây tên nên phái Bạch Hạc đi tìm.
Bạch Hạc bới lộn hết cả vùng đất đó lên, nhưng không tìm thấy. Số đất đá mà Bạch Hạc bới lên tạo thành một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này chính là nguồn gốc của Bạch Hạc Sơn. Có một câu chuyện liên quan đến ngọn Bạch Hạc Sơn đã được lưu truyền trong dân gian từ rất xa xưa, kể lại rằng vào thời Đông Hán, có một vị thái phủ tên là Trịnh Hoằng. Hồi nhỏ gia cảnh túng thiếu, mỗi ngày đều phải lên núi đốn củi, dựa vào nghề kiếm củi để sinh sống qua ngày. Một hôm trong lúc vào rừng đốn củi, Trịnh Hoằng nhặt được một cây tên. Đầu mũi tên rất đẹp, phản ánh ngũ quang thập sắc. Nó hoàn toàn khác với mũi tên bình thường. Trịnh Hoằng nghĩ trong bụng rằng người làm mất chắc, rất sốt ruột tìm kiếm, nên ngồi bên đường đợi chủ nhân nó quay lại tìm. Một lúc sau, thấy một ông lão tóc bạc như cước, vừa đi vừa nhìn ngó trước sau như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trịnh Hoằng mới cất tiếng hỏi: "Lão bá, lão đang tìm thứ gì vậy?" "Ồ, ta đang tìm một mũi tên," lão bá trả lời. "Thưa, có phải là cây này không?" Trịnh Hoằng vừa đáp vừa đưa mũi tên cho lão bá. Lão cầm lấy mũi tên xem rồi ngẩn người ở đó một lúc. Sau khi định thần lại rồi vui mừng nói: "Đúng, đúng là nó. Thật tốt quá, ta đã đi tìm suốt mấy năm trời, thật không dễ gì mà tìm được. Tiểu huynh đệ, cậu nói đi, vàng bạc châu báu lụa là gấm vóc, cậu muốn gì ta cũng cho cậu." Trịnh Hoằng nghe xong thành thật đáp: "Vàng bạc châu báu lụa là gấm vóc cháu đều không cần. Nếu như lão bá muốn cảm tạ cháu, cháu chỉ xin lão bá một loại gió." Lão ông cảm thấy kỳ quặc nên nói: "Cái gì? Cậu muốn gió gì?" Trịnh Hoằng nói: "Đúng vậy, cháu muốn gió. Những người đi kiếm củi như chúng cháu ấy, sáng sớm tinh mơ mỗi ngày đều phải vượt khe, vượt suối, nha khê đó để vào rừng kiếm củi, tối lại về. Nhưng mà gió ở nha khê lại luôn thổi ngược vào mặt, đi đi về về đều bị nó thổi vào mặt. Nếu không cẩn thận sẽ bị gió thổi ngã xuống. Lão bá, ông hãy cho một việc tốt giúp cháu, khiến cho gió nha khê sáng thổi về nam, tối thổi về bắc. Như vậy thì người đi qua đó sẽ luôn gặp được thuận gió." Vốn dĩ cụ ông đó chính là một tiên nhân. Nghe yêu cầu của Trịnh Hoằng, cảm thấy cậu là một đứa trẻ có lòng tốt. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết nghĩ cho mọi người. Trong lòng rất cảm động nên nhận lời thỉnh cầu của cậu ngay. Từ đó về sau, gió ở Nha Khê luôn thổi về hướng nam buổi sáng, buổi chiều về lại thổi về phía bắc, giúp những người kiếm củi đi qua đó thật thuận tiện. Nhiều năm qua đi, mọi người gọi đó là gió Trịnh Hoằng. Cũng có người gọi là Tiều Phòng, tức là gió người kiếm củi. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hấp dẫn, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh cho đội ngũ biên tập để có thêm động lực quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.